lên nhân dân không? Quay vừa lấy đồ cho nên khó. YouTube không có, không có 10.000 gì. Em quay YouTube đó. Dạ. Tao cái này lấy tiền mà. Lấy tiền tức là tiền từ giấy à, đi bán 7 gắn rồi, bây giờ người ta gửi tiền cho mình quay lên, đăng lên mạng. Bạn thông cảm nha. Vừa quay máy rung quá. Rồi giờ mình lấy tiền xong rồi các bạn ơi. Mình đi về. Để hôm mình làm clip mình kiểm tiền cho các bạn xem nha. Đây chiếc xe huyền thoại của mình nè. Đây là bưu điện Phước Bình nha. Bán đẩy gắn, mình đi ship cho khách xong rồi giờ mình về coi mình lấy tiền về nè. Được bao nhiêu nha. Đây là giấy giấy lãnh tiền. Giấy lãnh tiền. Đó. Bây giờ tiền lãnh rồi Dục. Kiểm tra rồi nha. Lấy vô bưu điện quay mà quay khó quay quá. Bây giờ mình trừ ra là 170.000. Thì đủ xăng hết 30. Sáng dậy cho 200. Đổi xăng hết 30, trừ lại 170. Nè, 170 là không phải là tiền của mình. Đó. Còn cái này là mình đi bán gắn ở kia là nó 720. 567. 720.000. Và tiền mình bán dưới Phú Hiền á là 720.000, với lại mình cho người ta một cái nữa tặng á. Là 720.000 là Phú Hiền. Ở đây còn cái tiền này á, là cái tiền mình không mình bán cho các bạn ở bên Đồng Nai á, bữa nay bưu điện nó chuyển tiền cho bao nhiêu 100 200. Đây là 260.000 là tiền ở bên Đồng Nai, bạn bên Đồng Nai chuyển về cho mình, bưu điện nó điện mình ra mình lấy về. Tổng lại là hai cái này là điếm cho bạn em luôn. Đây là 1 2 3 4. Năm triệu nha. 1 triệu 30.000. Đây là thu nhập trên YouTube của mình. Mình chưa lấy tiền của YouTube nhưng mà nhờ YouTube mình được cái đồng tiền này nha các bạn. Tức là mình nhờ YouTube mình kiếm được khoản tiền này chứ mình chưa lấy tiền được của YouTube nha, từ đầu năm tới giờ. Rồi thôi giờ quay cái mặt anh. Quay cái mặt anh rồi, quay cái gì thiệt không vậy. Bây giờ là cái kênh YouTube mình tới nay là đầu 1 năm trời rồi mà chỉ có 286 sub thôi, thì mong các bạn xem được video của mình thì nhớ đăng ký kênh.
và để cho mình được được nhiều cái sub để tạo cái cảm hứng, cái đam mê cho mình làm thêm YouTube nhiều cái hay để chia sẻ đến các bạn. Hôm nay là mình đi tỉnh tiền YouTube thì mình cũng chia sẻ với các bạn là đồng tiền mình thu nhập nhờ YouTube nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Mong các bạn là cho mình xin một sub like và chia sẻ nhiều, mọi người cùng xem. Chào các bạn.